Cày liên tục. Đâu rồi, hút ngay, hụt các bạn ạ. Mình con này né được hơn 200 máu rồi, hơn 3.000 rồi, 4.000 rồi, 5.000 rồi, gần 6.000 máu rồi. Mình đã mở shop bán robot chính hãng, các vòng quay robot cực kỳ hấp dựng với các arc robot và dịch vụ cày thuê các tựa game đang hot nhất hiện tại. Mình sẽ để link ở phần mô tả và phần bình luận của video. Sẽ rất vui nếu các bạn ghé qua shop ủng hộ mình. Cảm ơn bạn rất chi nhiều. Hello, xin chào bạn, mình là mày chào mừng bạn quay lại video. Mình quay trở lại với blog Phật Vui. Hôm nay chúng ta cùng đến với series review tất cả những trái ác quỷ. Và ở video đầu tiên ngày hôm nay chúng ta sẽ là trái voi mammut. Ok, bây giờ thì mình đang ở đảo Phụng Nữ nhá, đang đánh con boss đây. Lại kiếm thêm chút điểm thông thạo nữa. Thông thạo của mình mới 125 thôi. Có chiêu Z, chiêu X, chiêu C rồi và mình cũng còn chưa reset lại chỉ số. Sau đó lát nữa mình sẽ reset chỉ số cho mạnh nhá. Hiện tại chỉ đam gây ra khá là ít. Có hơn 100 đam rồi các bạn. Cái này do mình chưa reset chỉ số nên đam nó vậy. Và farm của mình đang có một người anh em đây rồi. Mình chỉ đi bu ké thôi. Ok, như vậy con boss đã chết rồi. Wow. Nhìn mỗi lúc nó đánh xong con boss mà nó tăng cái điểm thông thạo lên nhìn đã thật sự các bạn ạ. Như vậy mình đã được cộng khoảng 20 điểm thông thạo đây rồi. Gần 20 điểm rồi. Quay reset lại điểm số đã. Reset lại cho nó căng các bạn. Như vậy chúng ta mất 2.500 điểm S, chúng ta sẽ đổi được một lần reset chỉ số đây. Mình sẽ reset lại nha. Đánh trái ác quỷ thì nó cứ cộng mắc trái ác quỷ trước đã. Ok, số điểm còn lại mình sẽ cộng vào cận chiến và phòng thủ. Và khi nào mắc never thì mình sẽ cộng tiếp vào phòng thủ đây. Tại cứ mắc cận chiến đã. Ok, chúng ta cùng test thử ra. Ngoài 4.472 máu ngay. Ừ, rất là chất lượng ạ. À. Đúng là thêm tí nội công vào cái thay đổi ngay. Đấy, 3.327 chỉ với chiêu X. Ngoài chất thực sự các bạn ạ. Ngoài nhìn đánh uy lực phết các bạn ạ. Và không biết là sau khi biến hình rồi thì nó sẽ có tác dụng gì. Đấy, một chiêu C cái hút cái xong lại quật phát. Đâu rồi, kết thúc rồi nào. Ui, nổ phát hơn 7.000 điểm rồi, hơn 7.000 máu rồi. Đấy, tiếp tục là 20 điểm thông thạo nữa. Như vậy chúng ta sẽ cần phải cày đến 300 điểm thông thạo. Đồng đến với con boss Big Mon rồi nào. Con này khá là trâu các bạn. Nếu mình đánh thì chắc mình chết sớm mất thôi. Khả năng PK của mình khá là thấp. Kỹ năng PK thì chưa có. Mình đi bú cùng anh em thôi vậy. Mình không đánh được thì mình gọi đồng đội vậy. Ngoài cứ ra vào tí nữa hút thôi. Biết được cái con này nó kết hợp với combo cái này thì kết hợp với cái gì hợp lý không biết. Gọi là pro cái con cái trái này rồi thì có thể combo dòng nhất thôi. Mình cứ chạy ra đợi hồi chiêu mình vào hút thôi. Này, úi giời. Mỗi lần vào hơn 3.000 máu là ngon rồi. Bot sắp chết rồi các bạn ạ. Ui, liên tiếp là hút lên và đẩy đi. Wow. Một lần nữa thông thạo lại lên. Lần này được cũng được 30 điểm các bạn. Con boss này hình như được nhiều hơn thì vậy. Ok, hiện tại thì mình cũng đã cày đến 299 điểm rồi. Chúng ta chỉ còn một điểm nữa thôi. Qua đây hết boss rồi phải qua farm mấy con quái này các bạn ạ. Ok, như vậy là thông thạo đến 300 điểm rồi. Đã mở được tất cả các chiêu rồi, chiêu V, chiêu F rồi. Giờ chúng ta cũng đi test thử thôi. À, wow này nè. Đây, sau khi mình nhấn biến hình, mọi nhìn tất thế nhỉ, rất là lì nhá, cảm giác hơi chậm chạp tí thôi. Mọi đẹp thật sự các bạn ạ, nhìn lên thôi những con voi nghe uy lực thế. Một game này đồ họa càng ngày càng cấp các bạn nhá, mình thấy hiệu ứng hiệu hiếc ở đầy đủ hết này. Rồi lát nữa mình sẽ thử thi đấu. Wow. Z phát là tung ra được 2 lần sau khi biến hình như các bạn ạ. Rồi, C là hook rồi, có cả đánh thường luôn này. Wow. C chúng ta sẽ hút một lần.
xong rồi đến nơi sẽ rậm. Còn ép ép liên tục là hút các bạn ạ, cứ giữ ép là cày này thôi. À, nhảy cao phết đây, mình cứ nghĩ là con voi nó không nhảy được cơ, nó nặng. Ok, nhảy lên nào, dừng đất xem có hiệu ứng gì không. À ngoài hiệu ứng đấy, rồi chấn động này, gây cả đam đó. Nếu mỗi lần hạ đất, ôi, với trọng lượng như này hạ đất thì đúng phải chấn động là phải rồi. Ngoài nhảy cao thế nhỉ, chính con này hay phết này các bạn, con này đi anh boss hợp lý này. Không biết là cái PK PX thế nào thôi, không biết nó khắc chế con gì. Ngoài đây, hiện tại thì mình sẽ giao lưu thi đấu cùng với một người anh em trái Kitsune này. Chúng ta sẽ chỉ đơn giản là thi đấu bằng những món võ đơn đơn giản của cái trái này thôi nhá, không kết hợp với combo, nghĩa là khó đối với người có tuổi như mình. Chúng ta làm nhẹ nhàng thôi. À, đứng đây chào nhau trước là trước khi vào thi đấu thì chào nhau rồi chào khán giả đã. Nhìn nó hơi bé hơn mình rất chi là nhiều các bạn. Mình thấy cái con này nó uy lực hơn. Con Kitsune này, cái trái này bán với 4.000 Robux cơ mà. Nào, chào khán giả, chúng ta vào thi đấu nhẹ nhàng chút, là va nhau một chút thôi nào. Rồi né ra bạn ơi, né ra người anh em ơi. Nào, đi ra kia đây. Nào, bắt đầu thi đấu nhá. Ủa, chạy xa thế. Ủa, máy hụt. Rồi, giữ ép đó. Mình thử cái này xem nó né được không các bạn. Cày liên tục. Đâu rồi, hụt ngay. Hụt các bạn ạ. Con này né được, hơn 200 máu rồi. Hơn 3.000 rồi, 4.000 rồi, 5.000 rồi. Gần 6.000 máu rồi. Nào hút phát nữa nào. Ui, chạy nhanh lắm. Đứng lại đi. Ui trời ơi, này cắm đầu vào tường rồi. Quay lại. Rồi, bắt đầu thi đấu tiếp. Ui trời, húc đầu vào cốc cây to. Chưa gây thêm sát thương nào bạn. Ui xì phát hụt các bạn. Ui, con này nó nhanh nhẹn hơn mình thôi. Nào mình sẽ thử review lại con Kitsune này xem nào. Trái Kitsune này xem gì nhá. Ui, nó đánh thấm thế nhỉ. Mình còn 1 phần 3 máu thôi các bạn ơi. Toàn hút hụt thôi. Ui, né nhanh lắm. Ui, ui giời. Thử lên cao xuống đất xem nào. Hút tiếp. Ui, thôi, dính chiều đợi chết rồi. Ok, như vậy mình thất bại các bạn ạ. Tuy rằng to con, nhưng mà trước sự linh hoạt và nhanh nhẹn của trái Kitsune thì mình đã thất bại. Và đặc biệt là khả năng con của mình thì quá dở rồi, nên thua đúng rồi. Đã vào nhau thế thôi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ thử mở âm thanh lên, xem những một lần dùng chiêu xem nó thế nào nhá, nghe có cuốn hút không. Rồi đầu tiên là biến hình, gầm lên một cái này, hiệu ứng kinh thật. Rồi tiếp theo chúng ta đến với chữ Z, xong khi ấn Z thì nó sẽ bắn ra 2 lần, mỗi lần 4 tia. Rồi X C ra này, hút một phát xong hất ngay. Nhảy nó cũng có hiệu ứng đấy. Rồi. Rồi đến ép. Ngoài. Nghe nó dồn cuốn thật sự các bạn ạ. Cái này thì không thể húp được cây to rồi, nhưng mà chắc là húp được những cây mé mé kia. Ngoài. Nghe như tiếng trống trường ấy. Ngoài. Dồn thật sự. Nghe cuốn phết. Cái này mà đi anh boss hay này các bạn ạ. Và bạn nào muốn test thử cái trái này thì các bạn có thể canh lúc nào bán cái trái này bằng Benny thì các bạn có mua nhá. Và video mình hôm nay đến đây kết thúc thôi. Cảm ơn các bạn xem video mình nha. Các bạn hãy giúp mình hôm nay subscribe, đặc biệt nhớ chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo nhé. Bạn nào có muốn mình test trái gì tiếp theo hãy comment ở phía dưới video nhé. Giờ xin chào tạm biệt bạn. Bye bye.